hàng triệu khách du lịch vẫn không ngừng hướng giấc mơ khám phá về những mảnh đất xinh đẹp. Những con số không biết nói dối đã chứng minh Phú Quốc vẫn là điểm vàng tiềm năng. Biến động của thị trường du lịch đã tạo ra những xu hướng mới. Làm thế nào để cá nhân hóa hành trình du lịch mà vẫn đảm bảo đa dạng những trải nghiệm khám phá? Câu trả lời rõ ràng nhất chính là Boutique Hotel. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã coi những đoạn video clip chính thức từ chủ đầu tư. Xin chúc quý cô chú anh chị một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và xin hẹn gặp lại.